lâu vậy? Lâu gì? Trời, lâu gì mà chặt lưỡi? Nhớ nó ngát đầu nè. Trời, lấy cái sáo để chặt lưỡi nhá hả? Ui. Mọi người xem này. Mọi người xem đó. Xem vợ mình đã lấy con cá sấu đi đi trêu lương này mọi người ơi. Ui. Đó. Rồi con cá sấu này ăn mắc lương rồi sao? Ăn rồi ăn. Rồi bó tay luôn. Gì? Rồi em lấy vuông em cho nó ăn chứ tự nhiên em lấy cá sấu em ngồi em trêu nó. Nè, vuông nè. Coi chừng nó táp cái tay nghe. Thì à. Thì nó táp cái tay đó. Ừ. Táp đầu lắm đó. Trời nghe hôm sau không có lấy mà có sáu mà đi trêu con lương của tôi mà. Thử nó lấy không rồi. À, mọi người xem mình đi lấy con cá sấu đi trôi con lươn của mình. Mẹ hơi con đúng không? Con khác. Hả? Ừ. Thôi cho nó ăn thêm một con nữa thôi nghe. Đó, nó ngáo quá. Nó ngáo quá. Ừ kìa nó đói chỗ này. Con đây có ăn không? Để con đây có ăn. Lại đó. Thôi hôm sau không hôm sau là không có lấy cá sấu mà ngồi mà trêu con lươn của mình của anh đây nghe. Mọi người thôi mình nó tay nghe mình nhìn chút mà tay vợ mình ngồi làm gì dọc cái hồ lương anh nè bên đây nè không đây nè hôm nay ăn hơi con rồi đó này, cho nó thêm một con nữa đi quơ ừ, đó đợi con đây bắt con nè phải thêm con nữa đi con này vừa để lương à để dùng bữa sau anh đi cao chứ cho nạn nói rồi không có bữa sau anh đi cao đây không có này không có này. Có con mấy con cá thác lát đẹp lắm mọi người ơi. Trong mắt hay nè. Nè nè, ngốc hả? Nè nè, đi vô có đi. Ăn quá. Chị no rồi. Cái này là no rồi đó. No rồi đó. Màu bén. À hứa, tao được rồi.